Chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Nhà ngữ Minh Châu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài số 9 trong cuốn Power Đồ ri đựng từ vựng cấp độ N2. Trước khi vào bài, chúng ta cùng thư giãn một chút các bạn nhé. Môn đề 1, giảng bài chọn cách đọc chữ Hán. Câu số 1. Kono ie wa dare mo inai koto ga oi. Chúng ta có chữ Nhật Trung, chữ Nhật và Trung chúng ta đọc là nhịt chiêu, nghĩa là ban ngày, ban ngày. Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 4. Kono ie wa nhịt chiêu dare mo inai koto ga oi. Ngôi nhà này ban ngày thường không có ai. Cái koto ga oi ở đây tức là cái việc đấy nó thường xảy ra. Câu số 2. Shokyu kara dokyu made kosu o soroete orimasu. Ở đây chúng ta có động từ soroeru. Soroeru chữ Hán là chữ tiễn, nghĩa là tập hợp đầy đủ, có đủ, hoặc là làm cho cái gì đấy đồng loạt, đồng nhất. Ở đây thì là kosu o soroete orimasu. Orimasu đây chính là imasu. Orimasu là khiêm nhường ngữ của imasu, đúng không ạ? Soroete imasu tức là chúng tôi có tập hợp đầy đủ, đúng không ạ? Những cái khóa học. Còn từ kakushu ở phía trước, đúng không ạ? Từ này là chữ cách chủng, chúng ta đọc là kakushu, nghĩa là các loại. Nên là câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 1. Shokyu kara dokyu made kakushu no kosu o soroete orimasu. Chúng tôi có đủ các loại khóa học từ sơ cấp đến cao cấp. Hãy câu số 3. Kanojo wa kanashi so na ...o shite ita. Ở đây chúng ta có từ biểu và tình. Chữ Hán là chữ biểu và chữ tình, nghĩa là biểu hiện tình cảm, hoặc là chúng ta dịch là nét mặt. Từ này đọc là hiojo, hiojo. Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 4. Kanojo wa kanashi so na hiojo o shite ita. Hiojo o suru giống giống như kiểu là kao o suru, tức là có một nét mặt, có một khuôn mặt trông như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ dịch là cô ấy có nét mặt trông có vẻ buồn. Đây là mẫu câu kanashi so, tính từ đuôi y chúng ta bỏ y đi cộng với so, trông có vẻ, nhìn biểu hiện bên ngoài để đưa ra phán đoán cảm nhận. Đấy, môn đề 2, dạng bài chọn cách viết đúng của chữ Hán. Câu số 1. Nihon no jinko wa gensho no keiko ni aru. Chúng ta có từ keiko, chữ Hán là chữ khuynh và chữ hướng, chữ khuynh và chữ hướng. Và ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là số 4. Kinko ni aru tức là đang ở trong một cái xu hướng. Và câu này chúng ta sẽ dịch là dân số của Nhật Bản đang có xu hướng giảm. Ngoài ra thì các chữ Hán sai, chữ đầu tiên của đáp câu lựa chọn số 1 và số 2 thì chúng ta có chữ này là chữ hệ, hệ trong hệ thống. Ví dụ như chúng ta có từ keto này, hệ thống. Chúng ta không được nhầm chữ hệ này với chữ hệ trong mối quan hệ nhé. Chữ hệ trong mối quan hệ thì chúng ta sẽ có một bộ nhân đứng ở phía trước. Còn chữ hệ này của chúng ta chỉ có một nét phẩy ở phía trên này và bộ mịch sợi chỉ ở phía dưới. Hệ này là hệ thống. Còn cái hệ mà có bộ nhân đứng ý, thì sẽ là hệ trong mối quan hệ con người. Tiếp theo chúng ta có thêm chữ hành, đúng không ạ? Chữ hành thì là có thể đọc là cô hoặc là gyo. Ví dụ thường kodo, hành động. Hãy câu số 2. Tatemono no shomen kara shashin o totta. Chúng ta có từ shomen sẽ là chính diện, đúng không ạ? Chữ chính và chữ diện nghĩa là trước mặt, chính diện. Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 2. Và câu này chúng ta sẽ dịch là chụp ảnh từ phía chính diện của tòa nhà. Các đáp án sai này thì chúng ta có số 1 này, chúng ta có chữ này là chữ sinh, đúng không ạ? Sinh này là sinh sống, có thể đọc là C hoặc là show với âm ông. Ví dụ như là từ jin C, nhân sinh là cuộc đời. Từ thứ hai, từ ở trong đáp án số 3, chúng ta có chữ này là chữ tâm đứng này và chữ sinh ở phía trước. Chữ này thì chúng ta, nó là chữ tính trong tính cách, ví dụ có từ C ca cự. Và từ số 4 thì chúng ta có chữ show này là chữ chứng, chữ chứng. Âm ông cũng đọc là show, nghĩa của nó là chứng minh. Ví dụ chúng ta có từ show me chứng minh. Hay. Câu số 3. New Shago ikagetsu kan no kenshu o uketa. Kenshu, chữ nghiên và chữ tu,
À, chúng ta sẽ chọn đáp án là số 2. Nghĩa của nó là khóa đào tạo hoặc là chương trình nghiên cứu đào tạo. Và câu này chúng ta sẽ dịch là: sau khi vào công ty thì tôi đã học một khóa đào tạo trong vòng 2 tháng, trong vòng 1 tháng. Đây, các đáp án sai này. Ở đáp án số 1 thì chúng ta có chữ đằng sau này là chữ tập, đúng không ạ? Tập trong học tập, động từ nara ự có nghĩa là học, đúng không ạ? Còn âm ông của nó cũng là siêu, ví dụ chúng ta có từ gakku siêu là học tập. Số 3, đúng không ạ? Số 3 thì chúng ta có hai ký chữ đầu tiên của số 3 và số 4 này thì là chữ thí trong chữ nghiệm trong thí nghiệm shiken, đúng không ạ? Chúng ta có từ shiken là thi. Đây, môn đề 3 dạng bài điền ô trống, câu số 1. Ano sakka senshu wa kotoshi de shite kochi ni naru sou da. Chúng ta có từ kochi nghĩa là huấn luyện viên. Ở đằng cuối câu chúng ta có naru sou da. Sou ở đây của chúng ta mang nghĩa là nghe nói là, đúng không ạ? Thể thông thường cộng với sou da, nghe nói là. Ở các đáp án chúng ta có từ số 1 là in tai, chữ Hán là chữ dẫn và chữ thoái. Từ này thì có nghĩa là nghỉ hưu hoặc là giải nghệ. Từ thứ hai, tảo thoái, chúng ta đọc là sô tai, có nghĩa là về sớm, ví dụ như là hôm nay em xin phép được về sớm. Từ số 3, chữ thoái và chữ trường, từ này chúng ta sẽ đọc là tai jo, nghĩa là rời khỏi sân này hoặc là rời khỏi hội trường. Và số 4 thì là tai shoku, chữ thoái và chữ chức, nghĩa là nghỉ việc, thôi việc, ví dụ như là tôi sẽ nghỉ việc ở công ty này. Thế nên câu này chúng ta thấy là Ano Saka Senshu, tức là tuyển thủ vận gọi là gì, cầu thủ bóng đá đó, đúng không ạ? Thì năm nay chắc chắn là sẽ là cầu thủ thì người ta sẽ phải dùng từ giải nghệ, đúng không ạ? Nên chúng ta sẽ chọn đáp án là in tai, đúng không ạ? Cầu thủ đấy sẽ giải nghệ và trở thành một huấn luyện viên. Đấy. Chúng ta chọn đáp án là câu số 1, từ số 1. Ano Saka Senshu wa kotoshi de in tai shite kochi ni naru sou da. Nghe nói là cầu thủ bóng đá kia năm nay sẽ giải nghệ và làm huấn luyện viên. Hãy câu số 2. Donna toki demo haha wa haha dake wa watashi no de ite kureru. Chúng ta có từ đầu tiên nakama, chữ trọng và chữ gian, nghĩa là bạn bè. Từ số 2 là joshu, chữ trợ và chữ thủ, nghĩa của nó là trợ thủ. Từ số 3, chữ vị phương, chúng ta đọc là mikata, mikata nghĩa là đồng minh, người ủng hộ, người cùng phe. Và từ số 4, chữ thân và chữ nội, chúng ta đọc là miuchi, miuchi nghĩa là họ hàng thân thích. Trên câu này, donna toki demo, bất cứ lúc nào, thì haha dake wa chỉ có mỗi mẹ, watashi no để ite kureru, mẹ là, chắc chắn là mẹ là gì? Mẹ là người ủng hộ cho tôi, đúng không? Mẹ ở cùng phe với tôi. Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 3, mikata. Donna toki demo haha wa watashi no mikata de ite kureru. Bất cứ khi nào, chỉ có mẹ luôn là người ủng hộ cho tôi. Hãy câu số 3. Kuruma no unten chiu. Kiu ni kodomo ga michi ni kita. Chúng ta có từ đầu tiên, từ ghép đầu tiên là tobi komu. Tobi komu nghĩa là nhảy vào, lao vào. Đúng không ạ? Ví dụ lao vào đám cháy. Từ thứ hai là tobi đa sự thì nó ngược với tobi komu. Lao ra, nhảy ra. Từ số 3, hashiri komu. Hashiri là chạy, đúng không? Có komu đây chúng ta cũng là vào, chạy vào bên trong. Đúng không ạ? Chạy vào trong. Còn hashiri đa sự, hashiri đa sự thì lại không có nghĩa là chạy ra ngoài mà có nghĩa là bắt đầu chạy, bắt đầu xuất phát. Nhưng câu này chúng ta thấy là gì? Kuruma no unten chiu, trong lúc đang lái xe ô tô, đúng không ạ? Thì kyu ni kodomo wa, đột nhiên đứa trẻ, michi ni, đứa trẻ nó chắc chắn là phải gì? Nó lao ra đường, đúng không ạ? Cho nên câu này chúng ta phải chọn đáp án là số 2, tobi dashite, đúng không ạ? Tobi dashite kita VT kuru ở đây chúng ta sẽ hiểu là gì ạ? Cái hành động của đứa trẻ đấy nó hướng về phía người nói, đúng không? Tức là đứa bé nó lao ra đường và nó lao về phía tôi. Nhưng câu này chúng ta chọn đáp án số 2. Kuruma no unten chiu, kyu ni kodomo wa michi ni tobi dashite kita. Khi đang lái xe, đột nhiên có đứa trẻ lao ra đường. Hãy câu số 4. Hikidashi no naka ga shite ite hasami ga mitsukaranai. Chúng ta có từ đầu tiên là kacha kacha, đây là tiếng leng keng của kim loại dao dĩa va chạm.
Từ thứ hai là kucha kucha, nhào nhĩ, ví dụ như là từ giấy, mảnh vải. Gocha gocha, lung tung, lộn xộn. Và kocho kocho, nhột nhột, cảm giác nhột nhột vì bị cù. Câu này là hikidashi no naka ga, tức là bên trong cái ngăn kéo thì như thế nào ạ? Cho nên là hasami ga mitsukaranai, không tìm thấy cái kéo, thì chắc chắn là cái ngăn kéo nó phải làm sao nhỉ? Lung tung, lộn xộn. Nên câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 3. Hikidashi no naka ga gocha gocha shite ite hasami ga mitsukaranai. Cái ngăn kéo lộn xộn cho nên không tìm thấy cái kéo đâu. Đấy, chúng ta chuyển sang môn đai 4. Đây là dạng bài điền ô trống để hình thành một cụm từ. Từ số 1, câu số 1. Asago hango tabenakatta no ga no ga tabenakatta no ga daietto niwa kokada. Ở đây chúng ta có từ koka và có một từ đi ngược với đi cùng với từ koka này, mang nghĩa là gọi là gì, tác dụng ngược hoặc là phản tác dụng. Nghe đây thì chúng ta có thể sẽ nghĩ đến từ số 3 là hăng koka, đúng không? Nghĩa rất hợp lý. Tuy nhiên không có hăng koka mà chúng ta chỉ có ghép cự koka, tức là từ số 1. Chữ Hán này là chữ nghịch, nghĩa của nó là ngược. Ở đây là ghép cự koka, tức là hiệu quả ngược, hoặc là chúng ta dịch là phản tác dụng. Go asago hango tabenakatta no ga daietto niwa gyaku koka da. Và câu này chúng ta sẽ dịch là không ăn sáng là phản tác dụng đối với việc ăn kiêng. Hãy câu số 2. Kono kokusai kaigi de wa Asia shakai no mondai nitsuite hanashi awareta. Đây chúng ta có mondai là vấn đề, và có một từ sẽ ghép với từ mondai này thành là các vấn đề, mọi vấn đề, đó là chữ số 2, chữ sộ. Chữ Hán này là chữ chư, đúng không? Chư này ghép với cái gì phía trước sau nó thì sẽ mang nghĩa là mọi, các. Sộ môn đai, các vấn đề. Ngoài ra chúng ta có thể có sộ ngai cốc cự, các nước khác, sộ jijo, mọi sự tình, tình hình. Câu này chúng ta chọn đáp án số 2. Kono kokusai kaigi de wa Asia shakai no sho mondai nitsuite hanashi awareta. Trong cuộc hội nghị quốc tế này đã nói chuyện về các vấn đề trong xã hội của châu Á. Hãy câu số 3. Sushio sanin chumon shita. Ở đây chúng ta có cụm từ sanin mae. Mae ở đây được hiểu là phần bao nhiêu người, số người cộng với mae, phần người, phần ăn, suất ăn. Chúng ta chọn đáp án số 3. Sushio sanin mae chumon shita. Tức là tôi đã sặt cái suất sushi cho 3 người. Hãy môn đài 5, dạng bài chọn từ đồng nghĩa. Câu số 1. Kano chỗ wa itsumo uoki ga nibui. Từ nibui, chữ Hán là chữ độ, nghĩa là cùn, ví dụ như là con dao cùn, cái kéo cùn. Ngoài ra thì còn nghĩa bóng, nghĩa là chậm, hành hoạt động không được nhạy bén. Và câu này chúng ta thấy số 1, đáp án số 1 có từ osoi là chậm. Từ số 2, ayashi, nghĩa là khả nghi, đáng nghi. Từ số 3, subayai, nghĩa là nhanh chóng, nhanh nhẹn. Và từ số 4, utsukushi, là đẹp. Thì chắc chắn là nibui ở đây sẽ phải bằng nghĩa với từ số 1 là osoi. Cô ấy lúc nào cũng hoạt động rất là chậm. Hãy câu số 2. Kono reporto wa kyochu ni shiagete shimao. Shimao ở đây chính là về gì nhỉ? Về ý chí của động từ shimau, đúng không ạ? Về ý chí khi đứng một mình nó sẽ bằng với vemasho, tức là chúng ta hãy cùng làm. Từ shiageru, shiageru là làm xong xuôi, hoàn thành, đúng không ạ? Báo cáo thì trong ngày hôm nay chúng ta hãy hoàn thành. Thì số 1 chúng ta có từ okuru là gửi. Số 2 là kakunin suru, xác nhận. Số 3, in sát sự suru, in ấn. Và số 4, owara seru, làm cho kết thúc. Chúng ta có động từ owaru thì là kết thúc, đúng không ạ? Còn đây đang được chia sang về sai khiến là làm cho cái gì đấy, đúng không ạ? Kết thúc. Và câu này thì tất nhiên chúng ta sẽ chọn shiagete sẽ bằng với số 4 là owara seru, owara sete. Chúng ta hãy hoàn thành báo cáo xong trong ngày hôm nay. Hãy câu số 3.
彼は仕事中、しょっちゅう携帯電話を見ている。từ しょっちゅう phó từ mang nghĩa là thường xuyên, hay hoặc là nhiều lần. Từ tâm mà ní là thi thoảng, thi thoảng, tần suất không nhiều. Số 2 là nan độ mố, mấy lần liền hoặc là nhiều lần. Tokidoki thì là thi thoảng, tức là tần suất cũng không nhiều. Và y sự ma đề mố thì là mãi mãi, mãi mãi. Nhưng câu này chúng ta sẽ thấy sột chiêu sẽ bằng với nan độ mố nhiều lần. Anh ấy trong giờ làm việc thì cứ thường xuyên xem điện thoại, cứ hay xem điện thoại. Đấy, môn đây 6, đây là dạng bài chọn cách dùng đúng của từ. Từ đầu tiên là từ y mạ ní. Y mạ chính là cái chữ tim của chúng ta. Đúng không? Y mạ ní nghĩa là chẳng mấy chốc rồi sẽ. Tức là gì ạ? Trong tương lai sắp tới nó sẽ xảy ra một sự việc gì. Đúng không? Chúng ta xem như vậy câu số 1 này. Y mạ ní ayamari ni kite mo mo osoyo. Câu này thì chúng ta sẽ hiểu là gì ạ? Bây giờ cho dù anh có đến xin lỗi thì cũng muộn mất rồi. Thì bây giờ thì chúng ta có từ y mạng sara hoặc là từ y mạng goro, tức là nói về việc là bây giờ có làm gì thì cũng muộn rồi. Từ câu số 2, y mà ni chodo eki ni tsuita tokoro desu. Ở đây chúng ta sẽ hiểu là gì? Có một câu veta tokoro, chodo eki ni tsuita tokoro, tức là vừa đúng lúc tôi vừa mới đến nhà ga xong. Cái này thì chúng ta có thể dùng từ y mạ thôi, tức là bây giờ đã vừa đúng lúc tôi đến nhà ga. Câu số 3. Kona sekatsu o shite itara ima ni byoki ni naru yo. Câu này chúng ta sẽ dịch là nếu như ấy cứ có cái thói quen ăn uống sinh hoạt như thế này thì rồi sẽ bị bệnh đấy, tức là chẳng mấy chốc bạn sẽ bị bệnh, đúng không? Rồi tương lai bạn sẽ bị bệnh đấy. Chúng ta thấy cái câu này đúng là thể hiện một cái nội dung có khả năng xảy ra trong tương lai, đúng không? Câu số 4. Ashita kanojo ni aeru to wakatte itemo ima ni aitai. Câu này thì chúng ta hiểu là gì ạ? Mặc dù biết rằng là ngày mai có thể gặp được cô ấy, đúng không? Nhưng mà tôi vẫn cứ muốn gặp ngay bây giờ ấy, đúng không? Ý là muốn gặp ngay. Thì chúng ta có thể dùng ima sugu, đúng không? Ngay bây giờ. Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án cuối cùng là đáp án số 3, đúng không ạ? Câu kona soku sekatsu o tsuzuite itara. Hãy số 2, chúng ta có tính từ Wazato rashi. Chúng ta có thể nhớ cái tính từ này bằng cách là gì? Wazato là cố tình, đúng không? Còn rashi, chúng ta có một mẫu câu với rashi là đúng bản chất của cái gì, đúng không? Tức là đúng kiểu là cố tình. Thì từ này nó sẽ được dịch là không được tự nhiên, tức là người ta làm một cái hành động gì đấy mà trông nó có vẻ không được tự nhiên. Câu số 1. Ano joyu wa engi ga Wazato rashi. Từ joyu là nữ diễn viên, còn engi là kỹ thuật diễn. Đó. Tức là gì ạ? Cái diễn xuất của nữ diễn viên đấy thì nó rất là thiếu tự nhiên. Chúng ta thấy câu này hợp lý đúng không? Tức là trong cái hành động, trong cái diễn xuất của cô ấy, nó không được tự nhiên. Câu số 2. Soto wa asakara kochi de totemo wazato rashi. Ở đây thì chúng ta hiểu câu này là gì ạ? Bên ngoài này, từ sáng có công trường cho nên là rất là ồn ào chứ đúng không ạ? Chúng ta có thể dùng từ sawagashi này, chúng ta có thể dùng từ yakamashi này, hay là urusai. Số 3. Yogoreta wazato rashi fuku o kita kanojo ga aruite ita. Tức là cô ấy này, một người mặc một cái bộ trang phục đúng không? Mà ở đằng trước là bẩn, thì đằng sau chúng ta sẽ hiểu là gì? Trông rất là nhếch nhác, đúng không ạ? Trông rất là thấp hèn. Chúng ta có thể dùng từ mizuborashi. Mizuborashi. Câu số 4. Kono hoseki. Hoseki tức là viên đá quý. Yoku miru to domo wazato rashi. Câu này thì chúng ta hiểu là gì? Cái hòn đá này này, nếu nhìn kỹ thì như nó là, nó có vẻ rất là giống với đồ giả, đúng không ạ? Thì chúng ta có từ đồ giả là nisemono, đúng không ạ? Chúng ta có thể dùng là nisemono poi. Mọi người, cái từ nisemono này nhá, thì chữ Hán không phải chữ giả mà là chữ vật. Còn nisemono mà mono giả này thì là người giả, đúng không ạ? Người giả mạo. Chúng ta thay cho sensei nhá, chữ Hán là chữ vật. Nên câu này cuối cùng chúng ta sẽ chọn đáp án là số 1. Bây giờ chúng ta sẽ dành một ít phút để tổng hợp lại các từ vựng chúng ta học được trong bài từ vựng ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là các động từ ạ. Từ soroeru nghĩa là tập hợp đầy đủ này, có đủ hoặc là làm đồng loạt.
Tobi cô mự nhảy vào lao vào. Tobi đa sự nhảy ra lao ra. Hashiri cô mự chạy vào. Hashiri đa sự bắt đầu chạy xuất phát. Và Shiageru làm xong xuôi hoàn thành. Tiếp theo là các tính từ Nibui cùn chậm không nhạy bén. Osoi chậm. Ayashi đáng nghi ngờ khả nghi. Subayai nhanh chóng nhanh nhẹn. Utsukushi đẹp. Và Wazatorashi không được tự nhiên trong hành động diễn xuất. Các danh từ danh động từ Nichiu ban ngày. Kakushu các loại các kiểu. Hyojo biểu cảm nét mặt. Keiko khuynh hướng xu hướng. Shomen chính diện thẳng trước mặt. Kenshu khóa đào tạo nghiên cứu. Intai về hưu giải nghệ. Sotai về sớm. Taicho rời khỏi hội trường ra khỏi sân. Taishoku nghỉ việc thôi việc. Nakama bạn bè. Josiu trợ thủ. Mikata đồng minh người cùng hộ ủng hộ người cùng phe. Miuchi họ hàng. Ghép cự cô cà hiệu quả ngược phản tác dụng. Sộ môn đai các vấn đề. Sộ cô cự các nước. Sộ jijo các lý do các vấn đề. Sanin mae phần cho ba người. In sát sự in ấn. Phó từ từ lấy. Kacha kacha leng keng. Kucha kucha nhào nhĩ. Gocha gocha lung tung lộn xộn. Kocho kocho nhột nhột buồn cười. Sột chiêu thường xuyên hay nhiều lần. Tamani thi thoảng. Nandomo nhiều lần. Tokidoki thi thoảng. Itsuma demo mãi mãi. Imani chẳng mấy chốc rồi sẽ. Các bạn ơi, bài học của chúng ta đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé.